Vâng, thưa quý vị, như vậy là đã 27 ngày trôi qua kể từ ngày 27 tháng 4 tới nay, tức là vào đợt dịch thứ tư, chúng ta đã ghi nhận tới 2.220 ca mắc trong cộng đồng. Và kể từ đầu dịch cho tới bây giờ thì Việt Nam có tổng cộng là 3.790 ca mắc trong cộng đồng. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy là trong vòng chưa đầy một tháng mà số ca mắc đã gần như là bằng với con số từ đầu dịch cho tới bây giờ mà chúng ta có. Vậy thì mới thấy rằng là chủng virus đợt này có sự nguy hiểm như thế nào, không chỉ là tốc độ lây lan nhanh mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người bệnh cực lớn. Và thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một thông tin của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng và chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong thứ 42 liên quan tới COVID-19 tại Việt Nam. Đó là bệnh nhân 3022, là nữ 72 tuổi, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã 6 năm, tăng huyết áp, đã tử vong vào tối ngày 22 tháng 4. 10 ngày trước khi nhập viện thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, ho tăng dần, không sốt. Bà nhập viện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh vào ngày 30 tháng 4 với chẩn đoán viêm phổi nặng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp. Hội chẩn quốc gia vào ngày 16 và ngày 18 tháng 5 xác định tình trạng của bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được điều trị tích cực, thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh phổ rộng, kháng virus, chống đông, điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên thì bệnh nhân đáp ứng với điều trị kém, sốt liên tục, suy đa tạng, tiến triển tăng dần. Và bà đã qua đời vào tối ngày 22 tháng 5, chẩn đoán tử vong do viêm phổi nặng của SARS-CoV-2, suy đa tạng trên bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, tăng huyết áp. Đây là ca tử vong thứ 42 do COVID-19 tại Việt Nam, là ca thứ 6 trong đợt này. Đáng chú ý, tại các bệnh viện còn gần 20 bệnh nhân nặng, một số có tiên lượng tử vong cao.